món đem tên kế hoạch dịp là sinh lớp 2A nên xin mời bà Cao Phúc, thầy cô là tất cả tác giả Quỳnh Tú. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Để cho bạn một tràng phát ra lớn đây. Vì trường đã bắt tay lớn lên. Rồi, cảm ơn em. Tiếp theo là bài hát Con đường đến trường, và bài lời Phạm Đăng Khương, đơn ca Phan Quỳnh Xuân Khoa, lớp 4A, vỗ tay đó ra. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, em tên Phan Hoàng Linh Hoa, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Bơi Chợ Vàm. Nhân dịp lễ ngày 20/11, em xin hát bài Con Đường Đến Trường, nhạc và lời bài Văn Khương Anh Hùng Bé bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.